Thường thì ngày Chủ nhật mọi người sẽ làm gì nhỉ? Chứ ngày Chủ nhật của mình là rất bận rộn luôn á. Vì đây là ngày duy nhất mà mình rảnh để mà sống với đam mê trồng cây của mình. Sáng nay thì mình chạy xe đi vòng vòng sớm để xin hoa mì giờ, rồi mua thêm chậu dưới đất để trồng cây nè. Mình sẽ dầm thêm một mớ bông tràng nữa. Nhiều đây thôi chứ tôi ngồi tôi trồng cả ngày mới xong á. Khoe với mọi người dạng hoa mì giờ của mình nè. Buổi chiều mà đi làm về á, cái đi để ý thấy nhà nào có bông mì giờ nhào vô xin đem về trồng.